Kính chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, giai đoạn cây hồ tiêu ra hoa hay còn gọi là làm bông, nước chính là cốt lõi giúp cho phân hóa mầm hoa và phân là chìa khóa để cây ra hoa tập trung, đậu hạt một cách hiệu quả. Chăm sóc hồ tiêu giai đoạn ra hoa cũng chính là nội dung chương trình ngày hôm nay gửi đến cho quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Đông Nam Bộ được xem là một trong những vùng có diện tích hồ tiêu lớn sau Tây Nguyên. Chất lượng tiêu sọ nơi đây được phần đông người tiêu dùng đánh giá ngon, mùi vị thơm, cây nồng. Khoảng vài năm trở lại đây, sự hồ hởi chăm trồng để tận thu cây tiêu ở thời điểm giá tiêu đạt đỉnh cao trên 200.000 đồng 1kg đã không còn. Thay vào đó là sự cầm chừng trong chăm sóc, thậm chí là bỏ mặc của nhà vườn khi giá tiêu rất thảm. Tại Bình Phước, cách cầm chừng của nhà vườn tỏ ra hiệu quả khi kết hợp mô hình chăn nuôi trồng trọt. Vườn tiêu vì vậy mà không bị xóa sổ. Dây tiêu hầu hết lại còn khỏe, tránh luôn được bệnh chết nhanh, chết chậm, vốn là căn bệnh ám ảnh mọi nhà vườn trồng hồ tiêu. Cái khó ló cái hay, như cách ví von của anh nông dân Võ Văn Rơ, người quyết chí gắn bó với cây tiêu theo thăng trầm thời giá. Với anh, giá tiêu giờ đã lên chút ít, nhưng so ra vẫn chưa đủ để bù vào chi phí nếu chỉ làm độc một mình cây tiêu như trước. Dù vậy, những nhà vườn như anh vẫn phấn khởi để đầu tư nhiều hơn vào chăm sóc cây tiêu, nhất là cho giai đoạn làm bông sắp tới. Nếu mà thời điểm này, nếu mà trồng tiêu mà không kết hợp nuôi dê là cũng khó khăn về kinh tế gia đình, nó cũng khó khăn đó. Tại vì do làm tiêu mà không lời thì lại cái gì mà trong đời sống lại gì mà chi phí đây. Nên nó có những cái nguồn dê, có nguồn dê nó đỡ lắm, nó hỗ trợ cho nhau cũng đỡ lắm. Thứ nhất là hỗ trợ về phân, thứ hai là cái tiêu nó cái nọc sọng nó cũng hỗ trợ về là cái lá cho dê ăn, nó cộng hưởng nó hay lắm. Rồi mình thu hoạch bên cái phân, bên cái bảng dê một năm nó cũng khá khá. Thì nhà mình là phân chuồng, chung phân chuồng phân dê đấy, là chung năm là bỏ bã bụng cự vậy luôn, là chung là cỏ là cứ ủ hoai mục đem nó bỏ hết, không có bất cứ cái nặng là đem nó đổ luôn, đổ trên năm ba bụng cự đổ lanh luôn á. Còn cái NPK thì cứ năm bỏ hai ba cự vậy, vừa thôi, hai ba làng gốc thôi. Theo bên cái phân Bình Điền người ta khuyến cáo mình bỏ y vậy luôn. So với các vườn khác nó cũng xanh, nó vẫn còn canh tàn lá đó, nhìn nó bây giờ quay ra biệt này cân dơ, nó dơ thực tế thôi, chết chóc là thấy nó hàng trẻ nó đỡ đấy. Và thứ hai nữa là cái vườn này, đất này là mình trồng lần thứ hai rồi đó. Đã chết một lần nữa, giờ mình trồng lại lần thứ hai đó. Mà được 6 năm rồi này. Thật. 6 năm bây giờ nhìn vài là thấy cũng tạm ổn. Xó vậy là cũng tạm ổn. Xung quanh đây là đi một sạch rồi đó. Tiêu xung quanh đây hầu như đi một hết, đã chết một hết rồi. Mà vườn này cũng còn cầm cự được. Kết hợp mô hình chăn nuôi và trồng trọt. Ở đây là tận dụng phân dê nuôi chuồng để bón cho hồ tiêu và lá cây choái của trụ tiêu làm thức ăn cho dê đã mang về hiệu quả, giúp nhà vườn trồng hồ tiêu vượt qua thời điểm khó khăn lúc giá hồ tiêu chạm đáy chỉ còn dưới 50.000 đồng 1kg. Sự duy trì chăm sóc, bón phân này của nhà vườn đã giúp nhiều vườn hồ tiêu giữ được sự phát triển. Năng suất tuy có giảm nhưng nhìn chung vườn tiêu sinh trưởng tốt, ít bệnh. Điều này tạo tiền đề tốt để khi giá hồ tiêu phục hồi tăng trở lại, sự chăm sóc bón phân đúng kỹ thuật có thể giúp vườn tiêu nhanh chóng đạt được năng suất cao trở lại. Theo anh Rơ, hiện nay các vườn hồ tiêu ở Đông Nam Bộ đã qua giai đoạn thu hoạch, đang chuẩn bị vào giai đoạn làm bông. Với giá hồ tiêu tăng so với trước, nhà vườn như anh sẽ đầu tư chăm sóc vườn bài bản hơn bằng cách đảm bảo độ ẩm, bón phân chuồng như thường lệ. Anh sẽ tăng cường bón thêm phân NPK chuyên dùng cho hồ tiêu để tăng khả năng làm bông tập trung, đậu trái hiệu quả cho vườn. Hôm cái vườn này mình nói thật á, là trong vòng 3 năm nay loại đấy là mình không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật khoa học là mình không sử dụng luôn. Chỉ có là mình là bón phân với lại phân dê ủ thêm bón thôi, chứ còn ngoài ra mình không có xịt cái thuốc gì là bảo vệ thực vật trên cây đâu, mình không xịt cái gì luôn. 3 năm nay là không xịt luôn. Không xịt bất kỳ một loại thuốc gì, thuốc rầy mình không xịt luôn. Thì hữu cơ thì mình phân chuồng mình cứ cao ra độ động, xong mình cứ lấn mình rải từng lớp và xong mình mang ủ mình bỏ lên mình tưới nước độ ẩm mình đầy bạc đầy vậy thôi. Rồi một đại bên này là chắc 1-2 tháng đạp lần lần. Bên mình thì chắc 6 tháng 7 tháng mình mới đem ra vườn bỏ. Tức là giờ mình nghề này như cái luồng này mình rải vậy đó, mình rải theo cặp theo cái tầng lại này mình rải vậy luôn. Đấy, mình rải vậy thôi, trên mặt vậy thôi, từ từ nó thấm xuống.
theo thời gian cái mục ra thẩm xuống cái ăn thôi, mình không có đào nghe, nên mình đây là mình không có đào này, đấy mình không có đào vậy đó, mình cái bỏ trên mặt này thôi. Ba năm nay mình lạ này, mình cũng không cao luôn này, mình cả để ý vậy luôn, đủ phân dày luôn, là từ từ nó thẩm xuống, từ từ nó ăn thôi, cho mình không có từ lúc trồng giờ là không làm buồn luôn, trồng sáu để ý vậy luôn là không làm buồn luôn này. Phân cái độ vậy thôi, cỏ mình cái độ vậy thôi, cung cấp ở đây. Theo các nhà khoa học, đối với các vườn tiêu còn đang độ tuổi sung sức, có khả năng cho thu hoạch tốt, cần được chăm bón theo đúng quy trình kỹ thuật mới duy trì được vườn tiêu phát triển bền vững, ổn định, cho năng suất trên mức có lãi. Không nên có suy nghĩ là giá tiêu hạ thì giảm bớt các khoản đầu tư như bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh dưới mức quy trình khuyến cáo. Vì như vậy, các vườn sẽ xuống dốc nhanh chóng, khó phục hồi khi giá tiêu khởi sắc trở lại. Và ngay cả khi giá nông sản cao thì khuyến cáo của nhà chuyên môn là cũng chỉ nên thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật canh tác bền vững, không nên lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để tăng năng suất hồ tiêu quá độ. Với cây tiêu là loại cây mà bộ rễ rất nhạy cảm với sự tấn công của các loại dịch hại nguy hiểm có sẵn trong đất, thì một chế độ bón phân để giúp đất khỏe mạnh là điều rất cần thiết. Trong chế độ bón phân cho hồ tiêu, cần đặc biệt lưu ý tới bón phân hữu cơ. Phân hữu cơ ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, còn làm đất tơi xốp, thoát nước tốt, phù hợp với yêu cầu khá nghiêm ngặt của bộ rễ tiêu trong việc tiêu thoát nước trong mùa mưa. Nên bón phân chuồng hoai mục từ 10 cho đến 15 kg cho mỗi trụ trong một năm. Nhà vườn có thể thay phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ chế biến, đặc biệt là các loại hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh được phối trộn các chất sinh học, các dòng vi sinh hữu ích, vi sinh vật đối kháng với các loại nấm bệnh, côn trùng gây hại trong đất như đầu trâu hữu cơ vi sinh, đầu trâu HCMK7, đầu trâu HCMK8. Lưu lượng bón cho hồi tiêu là từ 2 cho đến 4 kg trên mỗi trụ trong một năm. Đối với giai đoạn làm bông, hay còn gọi là giai đoạn cây ra hoa đến hoa nở, thường rơi vào đầu mùa mưa và kéo dài khoảng 2 tháng. Để đạt hiệu quả, hồ tiêu làm bông tập trung, đậu trái nhiều, hạn chế răng cưa trên chùm bông. Nhà vườn chú ý, thời điểm sau khi ngắt nước, hồ tiêu sẽ bắt đầu việc phân hóa mầm hoa. Sau khi ngắt nước xong, thường sẽ vào mùa mưa và đất sẽ có độ ẩm đủ lớn và thích hợp, cho nên bà con không cần tưới nước. Nếu như không có mưa thì phải tưới nước cho đẫm, tưới 2 lần một tuần. Với phân bón, giai đoạn này sử dụng các sản phẩm đầu trâu NPK 16-16-8-6S+TE hoặc đầu trâu tăng trưởng bón 200 cho đến 250 g trên mỗi trụ, bón từ 1 cho đến 2 lần tùy khả năng cho năng suất của vườn tiêu. Như mọi năm mình làm thì đạt là mình nói chung nó ra vừa vừa ra có cái cửa mình bón phân. Mấy năm kia bón phân. Như mình thường thường mình bón đây là một gốc vậy mà tiêu kinh doanh này, một gốc mình bỏ nếu mà NPK mình bỏ khoảng chừng là 2 năm. Mình bỏ xong để không có mình tưới. Cứ năm mình bỏ chừng khoảng như năm nay 2 cửa. Giá thấp quá bỏ 2 cửa. Như mọi năm là mình bỏ là 3 cử. 3 đến 4 cử, mỗi năm có giá bỏ 3 đến 4 cử. Như năm nay bỏ đúng 2 cử. Mà bỏ ít thôi. Bỏ 2 năm lần 2 năm thôi. Theo các nhà khoa học, với phân bón khoáng, nhà vườn cần bón cân đối hợp lý về đa lượng, trung lượng và vi lượng. Bón theo đúng nhu cầu dinh dưỡng của cây tiêu ở các giai đoạn sinh trưởng phát triển trong năm. Với phân hữu cơ sẽ giúp tăng sức khỏe cho đất nhờ duy trì một hệ vi sinh vật phong phú trong đất. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cũng cho thấy bón đều đặn phân hữu cơ làm giảm mật số tuyến trùng, rệp sáp và một số loại nấm bệnh gây hại rễ trong đất trồng tiêu. Đây hẳn cũng là lý do khiến mô hình hồ tiêu sinh học bằng cách kết hợp chăn nuôi trồng hồ tiêu tại một số vùng như Bình Phước đạt hiệu quả tốt thời gian qua. Thưa quý vị, thưa bà con, trong quá trình hồ tiêu ra hoa, nếu không cung cấp đủ chất dinh dưỡng thì cây sẽ tiếp tục ra lá. Và giai đoạn này thì cây cần phải có lượng phân lớn, bao gồm tất cả các yếu tố đa, trung, vi lượng và phân hữu cơ. Nắm biết đặc điểm sinh lý của hồ tiêu giai đoạn ra hoa sẽ giúp cho nhà vườn chủ động chế độ chăm sóc, bón phân để hồ tiêu đạt tỷ lệ ra hoa, đậu hạt tốt nhất, đảm bảo năng suất và chất lượng về sau.
Một cái vườn tiêu tại khu vực Lộc Linh, Bình Phước, một trong những lãnh địa của tiêu. Thì trên cái vườn tiêu này thì được cái là họ đã canh tác cũng rất thông minh, hạn chế những thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế thuốc, không có xài thuốc trừ cỏ mà sử dụng phân bình điền với một số cái phân động vật chăn nuôi như là phân dê. Thì vườn tiêu này mới thu hoạch xong nhưng mà chúng tôi nhìn cái hiện trạng thì thấy tiêu vẫn còn tốt, nghĩa là tiềm năng dinh dưỡng của nó còn. Hai nữa, nó chỉ cần bây giờ bắt đầu phục hồi sức khỏe của bộ rễ, phục hồi sức khỏe của nọc tiêu thì sẽ hứa hẹn một vụ sau sẽ cho thu hoạch tốt hơn. Như vậy là chúng ta vừa trải qua 2 năm thì do giá tiêu xuống cộng với giá một số thuốc bảo vệ thực vật họ lên cao nên là nông dân thường bỏ bê tiêu, bởi vì giá tiêu họ không chấp nhận được, một số thì bỏ hẳn tiêu, thì cái vườn này vẫn còn duy trì được như vậy thì hứa hẹn là một cái vụ mùa tới rất tốt. Và đây cũng là một cái mô hình mà như vậy phải canh tác mà đáng phải học tập, bởi vì phải duy trì được cái vườn tiêu mặc dù giá hạt tiêu có lên xuống thì chúng ta phải duy trì, chúng ta phải nghĩ đến canh tác bền vững, canh tác lâu dài, chứ chúng ta chặt bỏ hoặc là bỏ bê nó khi nào giá tiêu lên mới lại tập trung vào o bế nó thì không được, mà phải vẫn duy trì sức khỏe của nó. Đến cái tuổi mà gọi là kích bông ấy thì thường người ta giống như những vùng khác, người ta phải xiết nước. Xiết nước là gì? Hạn chế tới nước khô để cho nó chuyển hóa, để nó làm bông. Và hai nữa, bón cái tỷ lệ phân lân và kali cao hơn phân đạm để cho nó ngừng cái pha sinh trưởng dinh dưỡng mà nó chuyển sang pha sinh trưởng sinh dục. Và đồng thời người ta sẽ bón thêm một số yếu tố bo kẽm để nó làm tăng thêm cái tỷ lệ đậu trái cũng như là chống rụng bông. Thì như vậy là cái chuỗi chùm của tiêu nó không bị cái hiện tượng răng cưa do thụ phấn không hoàn toàn, thì như vậy năng suất nó sẽ góp phần được đẩy lên. Và như vậy sau khi đậu trái rồi ấy, thì chúng ta lại bắt đầu bón những loại phân để mà kích thích nuôi trái cho cái hạt nó to hơn, mẩy hơn, chắc hơn. Đấy là cái mà hai nữa đi đôi luôn luôn là phải chú ý. Sâu bệnh lúc ấy là nó rơi vào mùa mưa thì lúc ấy hay xuất hiện những bệnh, mà chúng ta luôn luôn cảnh giác với tiêu là bệnh chết chậm, chết nhanh thì chủ yếu là do cái nấm Phytophthora, còn chết chậm do Philazum và Bedum. Lúc ấy mà chúng ta được trị được hoặc là phòng được, cái chính là phòng thôi, phòng được hai bệnh ấy thì vườn tiêu rất bền vững. Đây thì người ta không sử dụng thuốc hóa học nhiều mà người ta chủ yếu là quy trình canh tác người ta làm cho cái tiêu nó bền vững, không phải xài đến thuốc hóa học. Vì là không có bệnh Phytophthora, không có bộ rễ của nó, thì nhờ hữu cơ của phân dê, hữu cơ của thảm thực vật họ tận dụng thì làm cho cái bệnh thối rễ bị hạn chế. Và ngay cả tuyến trùng cũng không thấy xuất hiện vì cái lượng hữu cơ rất cao đã cung ứng cho cái vườn của tiêu này, thì đâm ra những cái bệnh ở rễ là hầu như ít xảy ra. Ở vùng này thì quan trọng nhất là cái mùa khô ấy, thì ta chú ý nó phải cung cấp đủ nước. Một số vườn thì đã có hệ thống nước thì bảo đảm nó thì ta không sợ. Quan trọng là nước, nhất nước nhì phân mà. Thế nhưng mà cũng phải chú ý đến vấn đề là bệnh, sâu bệnh. Khi mà chuẩn bị làm trái, làm bông, nếu như có sâu bệnh xuất hiện thì chúng ta cũng phải dập ngay để nó không ảnh hưởng tới quá trình rụng bông và thụ phấn. Thế sau khi mà thụ phấn xong rồi, nuôi trái rồi thì chúng ta cũng có chế độ chăm sóc và hỗ trợ thêm những loại phân bón lá để cho bông nó to và nó không bị hiện tượng răng cưa như chúng tôi nói. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn vừa rồi của chuyên gia đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong tiếp tục nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới và cách làm hay, có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con gửi về hộp thư canhtacthongminhvtv9a@gmail.com hoặc gọi về tổng đài 084 3968 777.
Quý vị và bà con cũng có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và bà con cùng tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi của chương trình hôm nay. Giải đáp câu hỏi tuần trước, nếu bón phân cho cây cao su giai đoạn kinh doanh theo phương pháp bón một lần toàn bộ lượng phân vào đầu mùa mưa khi đất đủ ẩm. Xin chúc mừng khán giả Trần Thị Hai, tỉnh Bình Phước đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án A của câu hỏi. Phần quà, một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, theo khuyến cáo của chương trình Canh tác thông minh, các loại phân nào sau đây phù hợp nhất cho hồ tiêu giai đoạn nuôi quả đến chín? A. SA Ure. B. NPK 19-9-19. NPK 16-6-19. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CT tem khoảng cách câu trả lời đúng. Ví dụ nếu quý vị chọn đáp án A thì nhắn tin với cú pháp CT tem khoảng cách A. Còn nếu chọn đáp án B thì nhắn tin là CT tem khoảng cách B và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Và chúng tôi chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Sau hạn mặn, phục hồi vừa cây, khâu nào là quan trọng nhất? Có nên bón phân ngay cho vườn ở giai đoạn đầu mùa mưa? Đâu là giải pháp phục hồi rễ hiệu quả? Nội dung cụ thể với phần tư vấn chi tiết của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ sẽ có trong chuyên mục Canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào 17h15 phút Chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021. Và như thường lệ, bà con khi tham gia trả lời ở phần câu hỏi giao lưu khán giả sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá là 300.000 đồng từ chương trình.